Xin chào ông bà cô chú anh chị và các bạn ạ. Hôm nay Thủy và chị Thấm sẽ làm cá mồi kho nước dừa ăn cơm. Thì hôm nay là Thủy có cái nồi đất á, thì mình bắt cái nồi đất để nấu cơm luôn, nấu ngoài vườn. Rồi hơi Thủy sẽ điện cô Mười vô cho cô Mười ăn cái món này thử. Món lạ ha. Chào cả nhà. Bây giờ chị Thấm thì bắt cái nồi cơm rồi, bây giờ mình chỉ cháy tỏi và hành, rồi mình để cá mồi vô mình kho, mình dịch cái dừa vô kho nữa. Mình chấm rau ở nhà có rau má hay chị Thấm? Mình sẽ ăn hơi ra hái rau má ha. Đây là cái nồi đất chị em mình mới nấu đầu tiên bằng cái nồi đất đó nha. Nấu cơm. Rồi đậy nắp lại chị Thấm, mình chừa nấu cho nó riu 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 á, cho nó rút nước luôn. Bữa nay á mình đi ra ngoài vườn á, mình nấu ăn cho nó mát. Tại vì mấy bữa gài nắng nóng dữ lắm. Mình đi ra ngoài vườn ăn cho nó mát, gió thoáng mát nữa. Có mấy cây dừa. Đây là sáng Thủy mua hơn nửa ký cá mồi. Bây giờ mình sẽ cháy tỏi và hành. Rồi cái gỗ hành này để trong cổng rồi Thấm. Thôi để đi cổng lấy đi. Trong em để trong cái gỗ rau á. Được rồi. Thấy con dao á chị Thấm. Thấy con dao ra luôn nha. Mình đập, mình chiên cái tỏi này cho nó vàng hết rồi. Cái mình để hành vô mình. Chị Thấm đập cái hành á, dập dập ra mẹ em cái để vô đây luôn chị Thấm. Chứ mình để cái cá hấp á, cá mồi hấp á. Nồi cơm giờ cháy ngon này Thấm. Thôi kêu kêu thôi. Kêu kêu đi. Kêu thôi nó để. Ô go rồi nè. Ừ để cho nó chín hẳn hẳn là cái có con trái ăn ngon Thấm. Giờ mình kêu nó có con trái á. Ừ. Hành tím mình kho á, mình đập dập dập như vậy nè. Ăn cho nó ngọt ngọt mà bùi bùi thơm của hành tím ngon á. Ăn nó điền. Điền luôn á. Rồi như được rồi. Đây là cái hũ cà chua Thủy cháy á. Ở múc nước là vậy mà dừa nè thấy không? Ồ nè cơm ngon quá. Mình để lửa ghi ghi cho có cơm cháy gì hết. Bây giờ Thủy để cà chua mà Thủy cháy sẵn mình tép vô bánh mì á, để tủ lạnh nè. Bây giờ mình để thêm vô cho nó có màu và nó có
thơm của cà chua. Wow, cái mồi này ngon lắm nè. Rồi cái mình để rồi cái đi giật cái dừa mình chặt vô, chặt nước dừa để vô, cái mình pha miếng bột á, vậy cho nó sệt sệt rồi mình chấm rau ăn ngon, rất là ngon luôn. Bây giờ mình phải đi nêm nếm thêm nha, tại vì cái mồi này người ta làm á là nó đạt chứ nó không có độ mặn, nên mình phải nêm nếm thêm. Thì cũng có đem gia vị thêm nữa nè. Bây giờ mình để vô miếng đường nha, chuyện muỗng đường. Và tí xíu muối, rồi bột ngọt bỏ muối nhà rồi. Tại vì con cũng có đem hai muỗng bột ngọt, có đem nước mắm, có đem nước cũng được. Nói chung mình nêm cái gì trái đũa chứ nó vừa ăn là được à. Rồi bây giờ mình đi giật dừa. Quá Thắm ơi, muốn đói bụng à. Ừ, cơm nóng nữa ha. Trời ui ui mà gió mát lắm. Ra vườn này là rất là lý tưởng luôn. Phải nước lớn nữa ngon ha. Nước ngay rồng nè, nước sáng là nước rồng, chiều nước lớn. Trời ơi, trời ơi. Gió dữ vậy? Giật một trái rớt ba trái luôn. Ba trái dừa luôn. Nè, cu lim này nó bị lột chứ nó quát hả? Không có ăn cái dừa. Bị quát cái mỏ ra. Ê, trái dừa này nạo này nha. Thôi mình uống nước đặt hai trái dừa vừa cái uống nước rồi ăn cái luôn. Hết luôn, cái mình hơi mình quậy miếng bột á Thắm, để vô nó cho nó sệt. Thắm ăn cái không chặt luôn đi Thắm. Để mở rồi. Cái này nó cũng đâu lỏng gì đâu. Tại vì cá hấp á, cá mồi hấp á là người ta có để tí bột vô rồi cho nó sệt sệt á. Có hai muỗng không có giỏi rồi Thắm. Vừa ăn ghê luôn nè. Đó cái ăn cái màu được không? Chị... màu cũng giòn nè. Anh chị cạ cho em cái miếng màu ơi. Màu dừa. Màu dừa phải không? Cái màu thì còn non, người ta kêu bằng cái màu. Khi đã già thì trái dừa nó khô lại thì kêu bằng cái gáo. Gáo dừa. Nè. Đây. Dạ, con cũng mời ông bà cô chú anh chị và các bạn ăn thử cái màu dừa với con nha. Nó giòn giòn mà nó hơi chắc chát và nó hơi ngọt ngọt chứ. Thiệt á. Rồi mời cả nhà cùng ăn dừa não mình. Ngon lắm ơi. Có muối á. Rất là ngon. Cái này hả? Muối có cái hậu cay cay á. Nó để dừa á chị. Chiên môn ăn cái màu à. Thôi chị thấy cơm có trái không? Trái hả? Ăn hết cái dừa. Ngọt ha, cái dừa ngọt á. Tại mình ăn cái màu á, có cái trái dừa tắm á. Ngọt. Thôi cái mình
kho xong xuôi chị Thắm đi rước bé Phấn về đây, chở về cho nó ăn cơm luôn nha. Ừ. Chở vô đây cho nó ăn cơm luôn. Rồi cái cô Mười, tại vì cô Mười sáng đi công chuyện, rồi cô Mười mới điện, cô Mười vô sửa soạn đi vô. Ghê luôn, vừa ăn thấy ghê. Canh nước ngon ghê luôn. Hồi Thắm này con trái luôn nè, con trái giòn ghê nè. Ở trên Thắm có thêm nữa Thắm, thêm cho con trái nữa. Chứ vậy chưa có con trái không. Trời ơi, nhiều rồi nè. Không, nó mới dán đít à. Nè. Chưa, nó mới dán đít à. Đỏ rồi, nè. Ừ. Thấy không? Ừ. Thôi, vừa ăn rồi. Trời ơi, nấu được cơm rất ngon luôn ta ơi. Này này nồi cơm của nàng Út ông Tre nè. Có coi cô tuồng đó không? Có. Ăn hoài không hết á. Cái nồi nhỏ mà ăn ngại dung dung. Ừ. Cộng súng này uống. Súng này mình biết sao ăn sắm ngon chị. Khi mình lột cái vỏ này này rồi á, cái mình ăn sắm mình bóp cho nó mềm lại. Rồi mình mới ăn, rồi chấm nước cá ăn nó mới thấm nhiều. À, con súng này là cá kho dừa ăn cũng ngon nè. Rồi móng kho cũng ngon nè, nói chung cái gì ăn cũng được hết. Móng là ngon nhất. Rau, những cái rau này nè, hồi nãy Thủy đã rửa sạch sẽ hết rồi. Chỉ cần mình ra đây là mình tước ra, mình thôi mình chấm ăn chứ không cần rửa lại. Tại trong nhà có nước, ở đây không có nước, mình rửa trong nhà rồi. Mình ăn sống á, bây giờ mình bớt mình ngắt ra cái khỏi bớt nữa. Đố chị cái bông súng này nó bao nhiêu lỗ? Ba bốn lỗ gì gì? Nhiều lắm, sáu lỗ bự và sáu lỗ, rồi mấy lỗ nhỏ nữa. Sáu lỗ bự, không tính. Không tính. Con đi không nổi, nói cửa luôn. Cái cọng rau muống này ăn sống nó dài. Mà mình xà mỡ thì nó lại nó dai. Mà đố chị cọng rau muống cái nào ăn nó có dinh dưỡng hơn? Rau muống. Không, mà cái rau muống cái lá với cái cọng cái nào có dinh dưỡng hơn? Lá. Ừ, cái lá có dinh dưỡng hơn. Thường thường thì người ta ăn gỏi, làm gỏi á thì người ta bào ra, ta bỏ lá trơn à. Mà thật sự cái lá là nó ăn có dinh dưỡng hơn cái cọng. À, mình có rau má ở nhà nè. Thì nãy Thủy cắt á, cắt rau má để mà ăn sống cho rau má nó này thôi, mình để mình niêm. Đây là ngò trí. Đi còn hành nhiều quá ha. Củ hành nhiều quá nè. Để đây luôn ha. Để đây cho hành ăn sống cũng được. Thôi cho cô Mười ăn sống. Hai cái mà để dành cho Mười đi. Cô Mười ơi, ghé vô nha cô Mười. Mình múc ra mình có ăn thì mình bặm miếng bỏ vô. Thank you.
trái ớt. Ba trái ớt thì người tái. Khỏi khỏi con quầy hả? Người tái người nào ăn hết người tái thôi. Để con trái cái dành vật. Gỗ gao này thôi phải ăn hết nha. Hết gỗ gao này nha. Rồi mình đi mình cũng vừa ăn rồi, bây giờ mình để ngồi nghỉ vô luôn. Thơm lắm. Xo lạch bạch luôn nè. Con cá mồi này nè, người ta làm bằng cá thu á, nó dẻ và nó cứng. Ừ, có 10 hết không? 10 đi chợ mới vậy hả? Cô coi cái... có mua bánh không? Không có. Không có coi, nấu gì đây? Đâu cô 10 lại khám phá ra nấu gì vậy? Vậy tao có nồi đất đây. Chừng nóng. Cơm. Wow. Thấy đã quá. Chưa? Chín tới rồi. Ê cô Mười có cái đũa của cô Mười coi đây, có con trái của cô Mười. Thấy em con cô Mười chị Thấm mà nấu giỏi không? Giỏi. Lần đầu tiên nấu bằng cái nồi đất đó cô Mười. Ừ. Nồi cơm chín rồi. Cơm xốp và không có nhão nè, cũng không có khô quá, vừa ăn. Bạn thử chắc. Sao? Thơm ha. Nấu nồi đất rất là chín này. Ai nấu mà biết không? Không. Ai nấu hả? Không biết. Thấy hai người thì nói hai người chứ không dám nói ai. Còn cá gì đây? Cá mồi kho nước dừa, chấm gao. Nay em cho mời ăn xài nè mời. Ở đây là ba trái ớt của mời. Người trái hả? Người trái. Đi sao ăn cái nhỏ. Ở đây nó bằng nhau chứ không có tay nào nhỏ hết trơn á. Đây nè, nó ở đây thấy không? Thấy là vậy chứ nó bằng nhau à. Ai đi trước thì ăn cái bự. Sau thì hết bự rồi tới cái nhỏ. Thôi chị Thắm ăn phụ em cái ớt nha. Ừ. Thắm à. Cá Thắm. Giờ chị vô chị rước kiếp thì về dây rước thì về là đây ăn cơm luôn nha. Giờ cô Mười ở đây. Ở đây đi con vô tổng con dọn chén. Và làm nước đem ra luôn nha. Ở đây chắc cũng bị sợp chút đỉnh rồi nha. Sợp. Sợp gì đây mà nói trước anh. Thì cái nào cũng sợp cái thành. Cô Mười thấy bữa nay gió mát không cô Mười? Mát, gió nước ngập lên đó. Nước ngập bờ rồi nè. Mặn lên đó. Mặn lên nhiều hơn. Để lên đây nè. Rồi mấy ba cô Mười nha. Ừ. Con xin chào ông bà. Nhiều có học không Phấn? Dạ có. Rồi con qua đó ngồi đi là nhắc con. Rồi xuống đó. Hồi nãy giờ đợi chị Thấm rước cái phấn á nên cá cũng hơi nguội, giờ mình hâm lại. Hâm lại cho nóng rồi mình múc cho mình ăn nha. Phấn ăn cơm không? Ăn phải không? Thôi đừng ăn đi mà. Hả? Khóc mình nãy lại nướng luôn. Cơm hơi có con trái ăn ngon nha cô Mười. Giờ mình múc ăn nóng rồi. Ăn cá này nó dẻo và nó dai nữa thôi. Ờ cô Mười. Múc củ hành ra ăn ngon. Này mình kho ăn cơm nè được nè, rồi chấm bánh mì cũng được nữa. Nóng thiệt chứ. Nóng. Rồi như đây mày hơi ăn hết mình không múc nữa. Dục lửa ha sao cô Mười? Để dục đi để hồi nó cạn nước hết. Để cho nó ra cạn nước khét nó luôn chơi ha. Ừ. Rồi. Rồi vô ngồi đi con Phấn. Anh chị và các bạn ăn cơm cá mồi kho nước cốt dừa
nấu cơm bằng nồi đất ăn với con rất tươi cho mát tươi vừa tươi vừa tươi nấu cơm bằng nồi đất á, thấy không? Thấy hôm nay gì thấy với mẹ con giỏi không? Bà mười nữa. Ba cái được không? Con trái không? Leo kiều nữa kìa. Ôi này dễ lấy nè cô Mười. Wow, có con trái là ngon quá cô Mười ơi. Wow. Con trái hàng mới ngon nè cô Mười ơi. Đây. Cô Mười ăn một miếng thử đi cô Mười. Hả? Thôi nha. Cho con miếng. Đây con mời ông bà cô chú anh chị và các bạn ăn cơm trái nha. Mình lần đầu tiên mình nấu cơm bằng cái nồi đất á. Nè. Nóng nha. Cảm ơn chị Thủy. Ừ, ăn đi. Chị Thủy ngồi đó đi. Mời cả nhà ăn cơm với cá. Mời đồng lấy con. Có bánh mì chị Thắm ơi, lấy mì chấm luôn. Cho nó cá vô. Để đây mẹ cho ăn cho. Để đó đi. Con ngồi đây đi con. Ngồi xuống đây. Con ngồi trên đó đó. Cá kho xương với rụt. Cái màu rồi nó vậy cô Mười. Mềm rụt quá. Kéo con đâu? Đây nè. Cá nè. Cá gì nè. Cá màu. Cá màu. Con nước cốt dừa. Nè. Ớt thôi. Còn nước dừa tươi. Nước dừa. Nước cốt hoài. Dạ con mời ông bà cô chú anh chị và các bạn ăn cơm với con nha. Ngon quá. Ngon con mời. Ngon. Ngon phải. Ngon. Mà cả nhà cùng ăn cơm. Gì vậy trong bụng? Ớt. Ngon ông bà cũng ăn với con. Gấp cho thầy Thắm con tới ớt rồi đi. Mẹ vá một ớt cho mẹ mấy cái ớt đó rồi. Vô sao ăn cái nãy bà vô sao bà cũng ăn cái rồi. Giờ cứ làm mẹ. Giờ tới lượt mẹ nó biết rồi. Mẹ ăn chưa? Chưa. Mẹ ăn một cái gì vậy? Ừ. Nghỉ ăn chưa? Ừ. Nghỉ ăn ớt chưa? Ớt hả? Chị Thủy ít khi nào ăn ớt, có mẹ con ớt nhiều chứ chị Thủy đâu có ăn ớt. Chị Thủy ăn ớt cần gì? Hồi nãy chị Thủy có ăn ớt không? Giờ con ăn phụ mẹ con đi. Được đúng rồi, không có nè. Đây lên. Ba tái nè. Ba lấy ớt nè, mẹ con một tái. Chị Thủy một tái và con tái. Không còn mười. Mười ăn rồi nãy. Con mười ăn rồi. Con ăn chưa? Lấy muỗng mất không? Cá này thịt xong ha. Ừ. Xương nó cũng rụt, xương giữa rụt. Không làm mà nó xương à. Ừ. Xương nó mềm lắm. Không bỏ gì hết. Ừ. Bỏ chứ. Xương đâu bỏ. Mà nó còn súng tánh ngon nè. Lấy muỗng múc cơm nào lẹ. Muỗng hả? Muỗng. Trong cái vỏ có muỗng á. Con cá đại cho con. Cá nhiều mà. Cái bằng lại. À, đo đặng tươi học luôn nha. Nha. Cắn con miếng nữa mà. Hả? Ăn được rau. Ăn bắp cải đó. Giờ ăn thử rau má thử rồi. Ngon.
mang lại mang cái lá không? Không biết là bắt cơm không? Không cả hả? Ừ. Không biết là dao tầm. Chấm ngon quá. Nè, có vừa ai? Gạch đầu. Vừa nó vừa gạch đầu gì? Ăn cho là hết là cơm đó nha. Ừ. Cho con rồi miếng. Miếng nào? Miếng nào? Bắp cải. Thì cho miếng trong quán lên miếng bắp cải nữa. Đó là nó ít ăn rau mà nó ăn rau à. Có đồ chấm dễ ừ. Ăn. Ừ. Ừ. Ê. Ông hỏi ăn cơm hả? Ừ. Người ta biết cái tiếng ngỗng nữa ai ăn tiếng cơm mà không biết được tiếng ngỗng nữa. Con là cơm ăn con bớt chứ. Ừ. Thôi con ngồi bớt hoài. Ừ. Mình ăn nhiều mà. Để là cơm đây đi. Mà bớt hoài nữa. Cơm đây rồi, là cơm ăn thạch xanh. Thạch xanh hay là uống tem? Thạch xanh ông ơi. Thạch xanh mới bới hoài ăn hết. Ờ thì giờ nào Út Út nàng Út uống tem nấu cho thạch xanh anh ăn. Cái nào cơm là của nàng Út. Nè. Rồi chưa tới. Con là nàng Út á mười. Sao không thấy trong từ ống tre tôi ra. Con mười là nàng con. Cắm ăn đây cơm trái hả? Đau răng. Đau răng. Răng yếu. Yếu. Phấn ăn nữa không? Lẹ em mày bới thằng chén nữa. Ừ, con trái không? Hả? Ăn không? Không ăn rồi đó. Răng cũng yếu luôn. Răng yếu hả? Nhưng mà bớt cơm. Con không có yếu. Ê, mà bắt cơm không? Dạ. Vậy thôi, nó ta làm được. Hả? Mà con có ý. Con cứ đều già mà. Bồng mười nó ý. Bồng mười già rồi. Nó nói gì Thảy ơi, thay lầm mà răng nó không có yếu. Yếu mà ăn cơm trái ăn được. Ôi, đại cá hơn mười. Con không ăn thôi. Còn bữa nay anh đây học ở nhà gì cơ mười? Giờ nó chưa về. Thôi múc cho nó con thịt ăn với mình thêm đem cho bữa nay nó biết hồng nam á miệng dính cơm luôn cậu á cơm nó tú đưa lại mẹ bới cho ăn theo ăn hết rồi cơm này với Thủy á nha Trang nha đi cá nha lấy dao cho con ăn cải này nè thôi ăn cải ăn muối nè thích là muối có một chút xíu rồi ăn lại là giỏi nè đưa chén cho mẹ chấm dao nè ăn miếng ớt vô ngang mặt chị Thủy ăn được chấm mỡ lên múc miếng nước lên xong kho à. Không mà bỏ thêm cái ớt thì. Thôi, ăn không? Ừ. Ăn no rồi em, sáng có ăn rồi không bận. Thì cũng chén cơm hả? Hai chén. Sáng hơn con Mười ăn cơm rồi hả? Rồi. Cơm rồi mình phụ ăn rau với em sắp bây giờ muốn nữa hả? Ừ.
Ngồi xích lại, mày ngồi hồi tới góc dừa xem mày đúc qua tới. Đây nè, qua đây nè. Lên mẹ ơi, mười độ dép lại nè. Còn dép gì ngồi ghế ngồi. Đồ ăn gà. Qua đó ngồi đi mẹ ăn đúc không ta. Okay. Nữa hả? Ăn hết con chút hết á. Tại uống đi. Tại mình đem quên đem cái ca. Uống bằng cái chén luôn. Mình không ăn rau làm ăn ngon quá. Quên thôi. Này có giỏng ha. Có giỏng thì dân dũng đây là cái ăn rồi nó nằm ngủ luôn. Bé con mười vô nhà đấy giỏng rồi đó. Hai bà cháu đi hả? Bé giỏng luôn vậy. Anh ra đâu kéo đi chơi. Nước mà chấm nó ra không? Hồi nãy mình ngồi như thế này là nó mát rồi á. Thích lên đây. Bằng ngày á, mặt trời nó càng ngày càng say, càng say, say. Ngồi lên đây nè, mát. Có mấy cái củ hành tây á, mấy cái củ hành tím mà. Ăn cơm trước uống nước đi chơi. Đi chơi. Đi chơi đi. Đi vòng vòng cái thôi rửa chén giùm. Lại ăn nữa hả? Rửa chén giùm. Con nói đó lại ăn nữa rồi. Đi chơi á. Đi chơi. Đi bắt ốc hả? Gạo này nó dẻo dẻo ra con mời. Mình nấu ăn nó thơm mà nó dẻo nó không. Chan cái nước này vô. Phấn lên xuống dưới chừng còng kẹp á nha. Ôi con đang bắt con còng. Còn ba phía con 150g. Bắt ba phía con ngon lắm, vui lắm. Đúng rồi, nó kẹt con nè mời. Bự không? Kẹt luôn. Dạ, thì hôm nay á, Thủy quay cho ông bà cô chú, anh chị và các bạn Thủy ra ngoài vườn quay để hóng gió cho nó mát luôn. Dạ, làm cái món cá mòi kho nước dừa. Kho nước dừa. À, với mình nấu bằng cơm bằng cái nồi đất á. Lần đầu tiên Thủy nấu bằng nồi đất nha. Mà nấu rất là thành công và rất là ngon dừa luôn. Ăn luôn. Ừ. Nấu không có chắc nước nha. À, và hôm nay clip của Thủy đến đây đã hết. Thủy xin chào ông bà cô chú anh chị và các bạn ạ. Xin chào.